Tiếp nối những câu chuyện về trẻ em trong ngày quốc tế thiếu nhi, mời quý vị nghe chia sẻ câu chuyện về ba em nhỏ, đó là chị em ruột Nguyễn Thị Bích Duyên, Nguyễn Văn Minh Trường và Nguyễn Thị Thu Thảo ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, với nghị lực phi thường vượt lên nghịch cảnh. Thưa quý vị, cách đây 10 năm, căn bệnh ung thư quái ác lần lượt cướp đi cả cha và mẹ khi chị cả Bích Duyên mới 10 tuổi, em trai Minh Trường 8 tuổi và em gái Út Thu Thảo chỉ mới 5 tuổi. Cuộc sống của ba đứa trẻ non nớt và côi cút, nhiều chông gai khó khăn. Vậy mà bằng ý chí nghị lực phi thường, ba chị em Duyên, Trường và Thảo đã tự bảo ban nhau vượt lên nghịch cảnh mà học tập, rèn luyện, trở thành những học sinh, sinh viên giỏi. 10 năm cha mẹ rời xa thế gian, căn nhà nhỏ của ba chị em mồ côi Bích Ngọc, Minh Trường và Thu Thảo ở xã Nghĩa Thành vẫn luôn nồng ấm tình người. Đó là sự sẻ chia của bà con lối xóm, của mạnh thường quân và các cơ quan đoàn thể tại địa phương. Như thế mà ba chị em có thêm động lực, thêm vững tin vươn lên nghịch cảnh, chuyên tâm nỗ lực học tập và rèn luyện. Rất là đáng thương, mồ côi cha mẹ sớm. Lúc mà ba mẹ nó mất, nó cũng đáng thương. Mình là bán bánh mì Trường Quyền đó. Rồi thấy hoàn cảnh nó vậy cũng cho nó ăn bánh mì, không có lấy tiền. Trong cái khoảng thời gian ba mẹ mất thì cũng có nhiều cái khó khăn. Thì các em cũng đã không bởi vì cái hoàn cảnh khó khăn của mình mà bỏ đi những cái cơ hội học tập. Các em cũng cố gắng vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập và cũng mang lại những cái thành tích học tập cao. Bên cạnh đó thì chính quyền của địa phương cũng đã đồng hành cùng các em trong giúp đỡ các em những cái phần quà cũng như là chi phí học tập, rồi những lần là kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ các em để các em có một khoản chi phí để trang trải trong cuộc sống cũng như trong học tập. Luôn đùm bọc bảo ban nhau, siêng năng trong học tập lẫn vun vén mảnh vườn cha mẹ để lại và sống sáo với việc làng việc xóm. 10 năm qua, dù không có cha mẹ bên cạnh, ba chị em vẫn duy trì thành tích học tập khá giỏi. Hàng xóm, thầy cô giáo, bạn bè cũng luôn dành nhiều tình cảm yêu thương, chia sẻ với ba chị em. Gia đình của con, ba mẹ nó mất sớm, ba chị em con vẫn bảo bọc nhau và cố gắng ăn học, vẫn động viên nhau để học thật giỏi, để có được một tương lai tươi sáng hơn. Dạ, khi nhìn thấy những bạn khác có cho cha có mẹ thì tụi con cũng rất là tủi thân, tại vì mình không có cha mẹ nên là cũng rất tự ti trong cuộc sống, nhưng mà cũng nhờ là có những mạnh thường quân, những người hay giúp đỡ tụi con, vô động viên của con và nói là chỉ có việc học thì là mới có thể mở ra tương lai tươi sáng hơn, nên tụi con là ai cũng bảo ban nhau học và hy vọng là sẽ có một sau này là ai cũng có một sự nghiệp và cuộc sống ổn định hơn. Chị cả Nguyễn Thị Bích Duyên hiện là sinh viên năm nhất trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Em trai Nguyễn Văn Minh Trường học lớp 12 và em gái Út Nguyễn Thị Thu Thảo học lớp 10 đều là học sinh khá giỏi. Đặc biệt năm 2021, cô em Thu Thảo đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý. Cuộc sống và kết quả học tập rèn luyện của ba chị em Bích Duyên, Minh Trường, Thu Thảo không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho chính các em lớn khôn trưởng thành, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những hoàn cảnh không may mắn, nỗ lực vươn lên.